Hoa Thủy Tiên nở muộn. Tác giả nhà văn Bùi Ngọc Phúc. Tập 9. Đậu xe đúng nơi có thu phí. Tracy xách cái túi hàng hiệu màu cam rời xe. Cô tự tin trong bộ váy mẫu thiết kế thời trang mới nhất. Mặc dù đây là sản phẩm nhái được xuất xưởng ở đâu đó tận bên Quảng Châu, giống là người có gu ăn mặc sành điệu, Tracy không có tiếc tiền mua đồ hàng hiệu dành cho những sự kiện lớn. Tuy vậy, những lúc đi dạo phố, cô lại chọn bộ có giá chưa bằng 1/10 hàng thật. Những bộ này chỉ có người sành về thời trang mới phân biệt được. Ngày trước Tracy luôn ủng hộ những đàn chị có gu ăn mặc sành điệu, hễ trên thế giới có mẫu thời trang mới nào chưa đầy một tuần, họ đã diện lên người. Sau này, Tracy được mấy người bạn thân cho biết, bên Trung Quốc có những công xưởng rộng lớn, họ chỉ cần coi những buổi trình diễn thời trang ở Tokyo, Milan hay New York, hoặc các sàn diễn thời trang quốc tế. Ngay lập tức, những mẫu hàng nhái được xuất xưởng đến tay những tín đồ mê thời trang hàng hiệu, nhưng có tài chính eo hẹp. Trước khi bước vào nhà hàng sang trọng ngay đường Đồng Khởi, theo thói quen cố hữu, nên Tracy đứng ngắm mình qua tấm kính của nhà hàng. Cô ưỡn ẹo một hồi thu hút sự chú ý của người qua lại. Con đường vốn nhiều khách du lịch nước ngoài, nên có người đã nâng máy ảnh để chụp hình Tracy. Một cô gái châu Á, nhưng có bộ ngực căng tròn kích cỡ không kém gì của người châu Âu. Dưới ánh nắng chói chang của Sài Gòn vào giữa trưa, bộ váy áo cùng phụ kiện đi kèm đúng chuẩn tông sơ tông của Tracy, rực màu cam, kể cả giày cao gót cho đến túi xách cùng đều cùng màu. Nếu như đây là bãi biển Mũi Né hay ở ngoài Phú Quốc, chắc cô không có ngại cởi váy để khoe luôn bộ đồ lót cũng màu vàng cam khiêu khích đến nhức mắt. Từ nhân viên phục vụ cho đến người quản lý đều niềm nở đón tiếp khi Tracy bước vào nhà hàng. Kinh nghiệm tiếp xúc nhiều nên họ biết cô thuộc diện khách VIP chịu chi hoặc chịu chơi vì có người chi trả. Ngồi gọi điện và nhắn tin mất nửa tiếng, cuối cùng người tình đại gia của Tracy đã xuất hiện. Khác với thái độ nhẹ nhàng tình cảm trước đây, vị này vừa bước vào đã cằn nhằn ngay. Anh nói em nhiều lần rồi. Đầu tuần bên anh họp hành liên miên, có vài phút em lại nhắn tin, gọi điện, không thấy rảnh quá sao? Tracy bóc khăn ướt lau mặt cho người tình, cô nói giọng hờn dỗi. Ai kêu anh bỏ bùa em làm chi, nên em mới nhớ, mới mong. Cuối tuần không thấy nhắn tin hay rủ đi chơi, khiến em bơ vơ, hết đi ra lại đi vào ở trong nhà có một mình à. Chắc định ra em đi cai nhạc hay đổi xe phải không? Anh nói trước, hiện nay tiền mặt đang kẹt nên dẹp luôn đi. Vị đại gia nói xong, liền dãy cô bé nhân viên lại rồi dặn. Em cho hai dĩa spaghetti, thêm cái dĩa salad là được rồi. Buổi trưa nên không cần mang rượu bia ra đâu. Nhìn vẻ mặt đầy thất vọng của Tracy, vị đại gia thản nhiên nói. Ra mắt MV ca nhạc có lẽ không đúng. Ngay trước trụ sở bên anh có treo poster của công ty Ánh Dương. Nhìn liếc qua, anh không thấy tấm ảnh quen thuộc của em. Hình như dạo này tên em không còn thấy xuất hiện ở các chương trình ca nhạc đình đám nữa. Bị bóc mẻ nên Tracy đành từ bỏ việc xin tiền làm MV ca nhạc. Thực chất cô muốn dùng số tiền đó phục vụ cho cuộc sống sang chảnh của mình. Kể từ dạo bị lão Minh Quỳnh, ông bày quyền lực của Ánh Dương Production gạt ra khỏi mấy chương trình lớn, nguồn thu nhập từ đi hát làm đại diện nhãn hàng đều không còn. Ngày trước khi còn trên đỉnh cao, nhiều hôm Tracy chỉ cầm thỏi son tô lên môi, sau đó nói vài lời có cánh cho sản phẩm đó. Tài khoản của cô có ngày 25 triệu từ nhà sản xuất. Bây giờ fanpage
Tracy Singer bị đánh sập khiến cho cô lao đao. Thậm chí nếu còn hoạt động, cũng không còn đơn vị nào thuê cho sản phẩm của họ nữa. Dường như có bàn tay vô hình điều khiển làm cho làn sóng tẩy chay cô bùng phát. Thậm chí đội ngũ anti-fan vừa mới xuất hiện còn đông hơn cả lượng người hâm mộ. Sáng nay, trước khi đi gặp người tình, Tracy ngậm ngùi khi thấy lão Việt của Minh Việt Production hứa nhiều hơn làm. Trong khi quản lý bé Tư đang lay quay tìm cách sao chép tài liệu giúp cô chơi khô máu với lão Minh Quỳnh. Tracy nhìn lão người tình đại gia vào nhà hàng sang trọng nhưng chỉ ăn dĩa salad một cách ngon lành như vậy. Đã vậy, lão còn khen sốt mayonnaise trộn ngon tuyệt, trong khi cô cảm thấy quê một cục bởi từ ngày cặp kè cùng nhau, đây là bữa trưa đạm bạc quá mức. Dù sao đã mất công ăn mặc đẹp, bởi vậy cô không thể bỏ qua mục đích chính của bữa trưa này. Tự tay rót cho người tình ly nha đam, Tracy thỏ thẻ nói một cách nhẹ nhàng hết sức có thể. Anh chỉ nói sai thôi, MV ca nhạc em chưa có nhu cầu, xe ô tô đang đi lại đúng màu hợp mệnh, biển tứ quý sao phải đổi, em muốn mượn tạm anh vài tỷ, người ta nói mượn là sẽ trả không phải xin đâu nha. Em làm gì cần tới mấy tỷ, nói nghe có hợp lý không? Ngồi sát lại gần, Tracy cố tình áp bộ ngực khủng của mình vào người tình, cô thì thào. Con bạn của em, nó rủ ôm mấy lô đất ở Bình Châu, vị trí ngay gần khu nghỉ dưỡng và tắm khoáng nóng. Chỉ một thời gian nữa, ở đó sẽ có dự án lớn, vì vậy việc sốt đất là đương nhiên. Em đợi được giá sẽ bán luôn, sau khi trả anh phần vốn, em giữ lại phần lời để chi tiêu. Thanh toán tiền bữa trưa xong, vị đại gia lạnh lùng thông báo. Nếu anh cho mượn mấy tỷ, sau đó em dùng số tiền đó mang đi bao trài, dù biết được anh có đau nhưng vẫn chấp nhận, bởi cuộc sống vốn là vậy. Nhưng em dùng số tiền đó mang đi bao gái, đó mới là nỗi nhục không nói thành lời. Em đa hệ hay là quan hệ song tính cũng tốt thôi, riêng anh không phải loại ăn tạp. Vị đại gia nói một cách dứt khoát. Tốt nhất từ bây giờ, em đừng có gọi điện hay nhắn tin nữa, để cho mụ vợ anh biết được có khi mất cả xe lẫn người đó. Lão người tình đại gia mất hút từ lâu, Tracy vẫn ngồi như người mất hồn. Cô không rõ vì sao chuyện quan hệ đồng giới lại đến tai của lão ta. Đã một lần bị đánh ghen hụt, bởi vậy khi nghe lão nhắc đến mụ vợ khiến cho Tracy cứng đờ người vì sợ hãi. Trong giây lát, cô cảm nhận được rõ mình vừa mất đi một mỏ vàng chưa được khai thác đúng công suất của nó. Ngồi trong quán cà phê Nhạc Trịnh, giết thời gian, Tracy theo thói quen mở iPad đọc báo mạng. Đập vào mắt cô là thông tin nóng hổi. Quá ra cô vừa tìm được câu trả lời cho việc thay đổi thái độ của người tình đại gia. Lọt bài đăng nhiều kỳ phanh phui những góc khuất của giới showbiz. Đặc biệt có một bài báo gọi đích danh tên cô kèm theo những hình ảnh quan hệ đồng giới trong một bữa tiệc thác loạn từ trước. Đây là nguyên nhân khiến cho cô nhiều lần chủ động gọi điện thoại cho các bầu show. Tuy nhiên, họ đều thối thác với nhiều lý do khác nhau, điều khiến cho Tracy giật mình. Bởi cuối bài báo, người phóng viên có nhắc tới quán bar Hippolyta, nhưng sẽ dành cho số báo tiếp theo. Hippolyta Bar do bé Tư làm chủ. Mặc dù chỉ là nơi cho các lesbian đến giao lưu, tuy nhiên đây là địa điểm duy nhất Tracy còn được đứng trên sân khấu. Tracy bắt đầu thấy lo sợ. Cô biết nếu quán bar bị đóng cửa, như vậy đồng nghĩa cánh cửa tương lai của cô trên sân khấu sẽ bị sập lại. Dưới bài báo, Tracy đọc thấy tên tác giả Thanh Minh. Cô nở nụ cười cay đắng vì đoán ngay đó là bút danh của nhà báo Minh Thành. Người cô đã tuồn thông tin để mượn báo chí hạ gục ca sĩ Mai Thanh dạo trước. Người ta nói chơi dao có ngày đứt tay. Bây giờ Tracy hiểu rõ mình bị ai đó chơi lại bằng những chiêu quen thuộc được cô hay sử dụng. Tracy nhíu mày suy nghĩ. Cô tìm xem có mối quan hệ nào giữa Thủy Tiên và Minh Thành không, bởi vì hai người đó từng yêu nhau say đắm. Nếu bây giờ họ liên thủ lại, chắc cô gặp nhiều bất lợi. Sau một hồi cân nhắc, Tracy cầm điện thoại tìm số của Minh Thành để gọi. Cô muốn thương lượng để tìm lối thoát cho bản thân lúc này.
Giống như nhiều ngôi biệt thự khác ở đây, căn biệt thự của ông Mẫn mua nằm ngay mặt phố nên diện tích không quá rộng rãi. Mỗi nhà chỉ có một khoảng sân 20 mét vuông, gạp trà đậu xe ô tô ở tầng 1 chiếm khá nhiều diện tích. Hồi trước trong ngôi biệt thự cũ chỉ có xe ô tô của Minh Thành, do ông Mẫn làm sếp nên hàng ngày đi lại đều có xe lái riêng. Bây giờ, tại ngôi biệt thự này, gara chỉ được dùng làm nơi chứa đồ cũ. Tranh thủ lúc nhà có đông người, Minh Thành đưa hai chiếc ghế ra ngoài sân rồi kéo mẹ mình ra ngồi cho thoáng. Minh Thành căn dặn mẹ mình một cách rõ ràng. Hiện nay, bên công an đã có hồ sơ bệnh án của mẹ. Sở dĩ họ không có tiến hành bắt khẩn cấp theo lệnh truy nã vì con đã nhờ các giáo sư quen biết lên tiếng. Tình trạng tổn thương não của mẹ sẽ không có thể phục hồi. Như vậy, những việc làm trước kia sẽ tạm treo lại đó. Con nói vậy, mẹ có hiểu không? Bà Vân ngồi im lặng. Không hiểu sao, sự sợ hãi bị bắt đã biến mất từ lúc nào. Thậm chí bà đinh ninh việc mình làm không có hề phạm tội. Sự day dứt ân hận biến mất, thay vào đó là sự tính toán như lúc còn khỏe mạnh. Biết con trai lo lắng về sự thất thường của mình, bà Vân ôn tồn giải thích. Mẹ biết con rất bận nên không thể bay đi bay về thường xuyên được. Con yên tâm, ở ngoài này mẹ sang chăm sóc bố con chu đáo. Thôi, mọi chuyện cũ mẹ bỏ qua hết cho bố con. Dù sao ông ấy đã phải trả giá bằng việc nằm liệt giường liệt chiếu rồi. Mẹ hứa chăm sóc bố chu đáo phải không? Bà Vân cau mày gắt khẽ. Mẹ đã bao giờ nói sai chưa? Con yên tâm bay vào Sài Gòn đi. Nghĩ việc nhiều lại mất việc đó. Nhớ cho mẹ gửi lời hỏi thăm con bé Thủy Tiên nghe không? Sau gần 2 tiếng châm cứu bấm huyệt kèm theo việc phục hồi chức năng, người bác sĩ cầm phong bì tiền công xin phép ra về. Minh Thành tiễn ra cửa, hẹn gặp lại vào ngày thứ bảy. Ngày mới xuất viện, hầu như ngày nào ông Mẫn cũng được nhân viên đến phục hồi chức năng. Bởi nếu người bệnh nằm lâu ngày, ngoài việc bị teo cơ, còn một vấn đề khác nghiêm trọng hơn, đó là việc trên người sẽ xuất hiện các vết lở loét. Chính vì được bác sĩ tư vấn cặn kẽ và giúp việc trung thành luôn nhìn đồng hồ để lật người ông chủ sau 3 giờ nằm một tư thế. Dù tổn thương ở đốt sống cổ không có nghiêm trọng như dự đoán ban đầu, tuy vậy, việc hồi phục vô cùng chậm chạp, chưa kể việc chi phí điều trị vô cùng tốn kém. Nghe con trai dặn dò trước giờ ra sân bay quay vào Sài Gòn, ông Mẫn khóc như một đứa trẻ con, miệng nói lắp bắp. Con mang bố theo được không? Đừng để bố ngoài này. Bố sợ mẹ con lại bày trò. Sau 10 phút trò chuyện động viên an ủi, Minh Thành xin phép vì taxi đã đậu ngoài cửa. Anh ghé tai bố mình nói nhỏ. Mẹ cũng vì yêu bố nên mới làm căng chút thôi. Bố nhịn đi cho yên bình. Ông Mẫn nằm trong buồng ngủ, nhìn ra ngoài ban công. Phải nằm một chỗ, ông mới thấy những giây phút khỏe mạnh quý giá đến nhường nào. Giờ đây, ông chỉ có mong ước hết sức bình dị. Đó là tự mình đi được vào nhà vệ sinh, không phụ thuộc vào người nào. Đang nằm nghĩ về ước mơ không thành hiện thực, ông Mẫn nhìn thấy mụ vợ của mình bước vào. Ngay lập tức, ông nhắm mắt giả vờ ngủ để không phải nói chuyện. Bà Vân lấy xấp giấy đập nhẹ vào người chồng. Bà nói véo von. Thôi, mở mắt ra nghe tôi nói nè. Ngủ hoài không chán sao? Dí tập quá đơn sát mặt chồng, bà Vân kể lể. Tiền mẫu, tiền viện phí thuốc men, tiền thuê người đến phục hồi chức năng cho ông. Tính sơ sơ đến hôm nay ngót tỷ bạc rồi. Vậy ông còn của quỷ đen quỷ đỏ nào á, mau chuẩn bị làm thủ tục rút tiền ra về ngay. Thấy chồng vẫn im lặng, bà Vân ghé tai ông nói nhỏ. Ông thích ngủ phải không? Đợi tôi pha thêm liều thuốc ngày trước cho ông uống nghe. Đảm bảo ông ngủ tới thối thịt luôn đó. Nghe nhắc đến mớ thuốc kinh khủng đó, ông Mẫn trợn mắt nói. Đồ thần kinh. Bị chồng chửi dỗ mặt, bà Vân rít lên như còi. Mày lại chọc vào máu điên của bà. Được rồi, xem đứa nào điên trước. Mặc cho ông chồng đang nhìn mình bằng ánh mắt ghê sợ, bà chạy đi tìm dốc thuốc đủ loại để nhét vào miệng của lão già mất nết cho bỏ tức.
Dù còn sớm, nhưng ông Minh Quỳnh không ăn sáng như mọi ngày. Ông vẫn trung thành với thói quen tản bộ để suy nghĩ một việc quan trọng. Hôm nay, vẻ mặt ông không còn thư thái như trước. Thay vào đó là sự đăm chiêu tính toán. Khác với những bầu show mới nổi, họ thường thích khoe khoang sự giàu sang hay mối quan hệ với các ngôi sao ca nhạc. Thậm chí có người miệt mài lên báo nổ đủ thứ. Ông bầu quyền lực của Ánh Dương Production hiếm khi xuất hiện trên mặt báo. Thế hệ ông hay lão Việt đều giống nhau, đi lên từ sự cơ hàn rồi bứt phá ngoạn mục khi dám dấn thân vào thị trường mới mẻ. Sự nhạy bén trước thời cuộc với đầu óc kinh doanh đã dẫn đến sự thành công như ngày hôm nay. Nghề này tre già măng mọc, vì vậy những con cá mập có sỏi trong đầu như ông nhiều khi thấy mệt mỏi. Nhiều ca sĩ không còn trung thành với người nâng đỡ mình như trước. Nếu có chút thành công, họ sẽ thuê người quản lý và tự book show thông qua những mối quan hệ cá nhân. Quãng đường đi bộ từ nơi ông Minh Quỳnh xuống xe đến điểm hẹn có độ dài khoảng 2 cây số. Dù trời mát mẻ, nhưng lúc đến nơi, ông vẫn cảm nhận được mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt của mình. Tuy vậy, bộ quần áo bằng vải đuổi trắng vẫn phẳng phiu, thậm chí đôi giày Oxford Shadow không có hề dính bụi. Cà phê sáng là thói quen của nhiều người Sài Gòn, kể cả những người từ các tỉnh khác tới Sài Gòn lập nghiệp. Cà phê ở Sài Gòn khác với nhiều nơi, nó đa dạng và phong phú hơn cả về hình thức bán hàng lẫn chất lượng cà phê nhằm phục vụ mọi tầng lớp nhân cư. Nếu dân công sở chỉ ghé quán quen cầm ly cà phê mang đi cho kịp giờ làm, có nhiều công chức lại nhàn nhã đến điểm danh rồi rủ nhau ra quán ngồi công chuyện. Bởi vậy, nhiều quán cà phê luôn đông khách từ sớm tới tối. Mấy bạn trẻ hay đám sinh viên có phần dễ tính hơn. Họ thích cà phê bệt ngồi dựa lưng vào tường trò chuyện rôm rã. Đôi khi, chỉ cần mảnh giấy cà tông thay cho cái ghế cũng xong được cử cà phê. Nếu người sành cà phê thường hay ngồi trong con hẻm nhỏ, họ tư lự nhìn từng giọt cà phê nhỏ xuống và lắng nghe một bản nhạc trịnh. Thời gian là thứ họ không có cần tiết kiệm. Với những người gấp gáp đã có thứ cà phê hòa tan sực mùi thơm và béo ngậy của đường sữa. Nhưng đó không phải là thứ đồ uống của dân sành cà phê. Không bon chen chỗ đông người, hai ông bầu quyền lực ngồi thưởng thức cà phê trên tầng 16 của một khách sạn mang phong cách kiến trúc Địa Trung Hải. Bộ đuổi màu trắng của ông Minh Quỳnh nổi bật không gian màu xanh nước biển đặc trưng, nhìn trang phục toát lên gu thời trang tinh tế, nó đối lập với kiểu ăn mặc của đại gia Việt, người luôn trung thành với các loại sơ mi lụa có in hoa văn sặc sỡ như dân đảo Hawaii. Bình tĩnh đợi đại gia Việt khoan khoái thưởng thức điếu xì gà, ông Minh Quỳnh từ tốn nói. Báo chí bắt đầu soi dự án đổi lô đất ở quận 9 lấy nhà văn hóa quận để xây dựng thành trung tâm giải trí âm nhạc. Tôi nghĩ có kẻ đã luồn thông tin cho phóng viên, nếu không sao họ viết chi tiết như vậy chứ? Là người nổi tiếng trăng qua với hồ sơ tình ái dày như cuốn tiểu thuyết, ông Việt trải qua 4 đời vợ cùng hàng tá nhân tình, chưa kể con rơi con vãi khắp nơi. Tuy vậy, ông giữ vững nguyên tắc lúc ở trên giường không bàn chuyện công việc. Chính vì vậy, mọi tin tức về liên minh ma quỷ giữa Ánh Dương và Minh Việt cùng với đám quan chức biến chất, mục đích biến khu đất vàng từ sở hữu nhà nước sang tư nhân chắc chắn phải do người của Minh Việt để lộ. Ngay khi phóng sự điều tra tung loạt bài đầu tiên, ông Việt đã chủ động thu xếp buổi gặp mặt lại, bởi vì bên Minh Việt của ông đã chi không ít tiền để bôi trơn dự án. Bên Ánh Dương góp một phần đáng kể. Nhã làn khói thuốc lên không trung, ông Việt thưởng thức ly cà phê rồi chậm rãi nói. Vụ này không dùng tiền để cánh báo chí gỡ bài được. Tuy vậy, theo nguồn tin tôi nắm được, thông tin trên báo chí là phần nổi của tảng băng. Sở dĩ họ không có đăng hết là đợi tôi và ông đánh tiếng thương lượng. Đẩy một tập giấy trong gói kẹp phao rồi về phía ông Việt. Ông bầu quyền lực của Ánh Dương Production bình tĩnh thông báo. Theo như nội dung đoạn chat này, kẻ tuồn một phần tin là người bên Ánh Dương do tôi quản lý.
Nhưng kẻ cung cấp tin tức đó cho tay nhà báo hiện là quân của Minh Việt. Phần quan trọng nhất bên báo chí chưa đăng tải, theo tôi được biết, được chụp trộm từ tủ hồ sơ của Minh Việt Production. Ông lấy đâu ra những cái đoạn trao đổi này? Mọi giấy tờ tôi đều không có để lại công ty, sao lại chụp trộm được chứ? Ngắm bầu trời đầy nắng qua cặp kính râm thời trang đắt tiền, tuy không nói ra, nhưng ông bầu quyền lực của Ánh Dương cảm thấy sức ép do thông tin bị tung lên mặt báo. Dự án tâm huyết bấy lâu có khi đổ vỡ. Kéo theo đó là một đống tiền đã bỏ ra trước sự quan tâm của lão Việt. Ông Minh Quỳnh thở dài. Tôi phải chi tiền mua lại thông tin của hacker, phần chụp lại hợp đồng do Minh Việt đang cất giữ. Tôi nghĩ do đứa nào từng lên giường với ông thực hiện đó. Ông Việt giật mình kinh sợ. Đúng là chỗ tài liệu ông lưu tại một căn nhà riêng. Đó là nơi ông hay đưa những người đẹp muốn được lăng xê tới để giao lưu. Ngồi điểm danh những gương mặt thân quen, ông Việt nghĩ đến một người đẹp có mối quan hệ chung giữa ông và ông Minh Quỳnh. Cô này không chỉ một mà nhiều lần lên giường cùng ông tại đó. Không để ông Việt phải suy nghĩ nhiều, ông Minh Quỳnh đẩy một tấm ảnh sang phía đối diện rồi đặt vấn đề. Nếu tôi đoán không lầm, chắc ông đang nghĩ đến con mén này, đúng không? Ông Việt thấy bức ảnh cô ca sĩ Tracy không có giữ được bình tĩnh nên ông nhếch mép thốt lên. Để con tranh này đâm sau lưng cả tôi và ông, nếu không dạy cho nó bài học, chắc Ánh Dương cùng với Minh Việt bị khối kẻ cười vào mũi đó. Đứa bên Ánh Dương sẽ do tôi xử lý, con mén này người bên Việt Minh nên tôi tùy theo ý ông. Việc báo chí tôi sẽ có cách để họ dừng đăng những cái bài tiếp theo. Mọi chi phí sẽ được hạch toán sòng phẳng như lúc phân chia lợi nhuận. Bữa cà phê sáng kết thúc, hai ông bầu quyền lực bắt tay nhau thay lời cam kết. Ông Minh Quỳnh ra đến cửa, vừa lúc chiếc Maybach lướt tới. Đại gia Việt rời đi sau đó vài phút. Chiếc Camry màu trắng với tấm biển tứ quý như khẳng định vị thế của chủ nhân. Bà Hạ luộc gà lấy nước dùng để làm phở, mặc dù con gái muốn đưa ông bà lên phố cổ ăn sáng, nhưng bà không chịu. Bà muốn tự tay làm món phở cho cả nhà dùng. Nồi nước phở của bà không dùng gói vị phở, bởi xưa nay bà ghét mấy cái thứ tạo vị bằng hóa chất. Thay vào đó, bà bóc vỏ tôm rồi thả vào cho ngọt. Phở gà cần nhất vị thanh của nước dùng, không được béo quá. Vừa ăn Tết xong nên có nồi phở ăn không có bị ngấy. Ngồi tỉ mẩn lọc thịt gà để riêng ra cái dĩa sứ, bà Hạ không quên chút nắm, cho nồi nước dùng thêm phần hấp dẫn. Ông Thiện pha ấm trà ngồi bên cạnh vợ. Ông ngắm ra ngoài trời đang mưa phùn, liền nói. Các cụ hay nói mùng sáu mưa rửa đền, nhưng mưa phùn gió bớt như vậy, chỉ thấy khó chịu vì không khí ướt ẩm. Trước Tết rộn ràng cả tháng, vậy mà dèo cái đã đến ngày quá vàng. Bà Hạ nhắc chồng. Ông mua cho tôi 10.000 bánh phở, nhớ mua thêm vài cây hành củ nữa. Một chút con gái thức giấc, nhà mình ăn phở luôn cho nóng. Buổi trưa ai chán phở thì ăn bánh chưng chiên. Tôi sẽ làm thêm dĩa nộm cho dễ ăn. Mấy hộp nem chắc để Thủy Tiên mang vào Nam ăn dần. Hai ông bà già ăn nhiều đồ chiên không có tốt cho sức khỏe. Thấy ông Thiện chuẩn bị đi mua bánh phở, bà Hạ quan tâm hỏi. Hôm nay mùng 6 rồi, vậy tổ hưu của ông bao giờ thì sinh hoạt trở lại? Biết vợ mình nhắc khéo, việc kết nạp thêm lão bẻm mép dưới lầu 10, ông Thiện nhìn tờ lịch treo tường như suy tính sau đó trả lời. Tôi chọn ngày mùng 9 cho nó đẹp ngày. Hôm đó nhà ai cũng bánh mứt kẹo hay bánh chưng đều mang ra góp vui. Và xin cho ai thì nhắc người ta một câu, nhớ là đúng 9 giờ ngày mùng 9 nghe. Thủy Tiên thức giấc nhìn đồng hồ đã 8 giờ. Đã lâu rồi cô mới có giấc ngủ ngon lành như vậy. Có lẽ do thời tiết se lạnh của Hà Nội khiến cô cảm nhận được không khí xuân. Hoặc do tạm thời không phải lo nghĩ đến những show diễn nên cô được thư giãn bên gia đình. Bước ra ngoài phòng khách, Thủy Tiên hít hà một cách đầy phấn khích. Cô trầm trồ. Lâu rồi con lại ngửi thấy mùi phở quen thuộc. Ở trong Nam dù quán ngon, nhưng mùi vị chưa chắc như nồi phở do mẹ nấu đâu.
Bà Hạ mỉm cười giải thích. Con đòi đưa bố mẹ đi ăn phở gà ta ở phố cổ, nhưng ngồi nhà ăn phở do mẹ nấu còn ngon hơn. Một tuần đón Tết cùng gia đình trôi qua nhanh chóng. Chiều nay Thủy Tiên sẽ bay vào Sài Gòn, bắt đầu lịch làm việc dày đặc. Cô nói nhỏ đủ cho hai mẹ con nghe thấy. Ngày mùng 10 con sẽ về Gò Công thăm nhà anh ấy. Nói thật con thấy ngại lắm. Giá như có mẹ ở bên cạnh sẽ đỡ lo lắng hơn. Thương và thấu hiểu hoàn cảnh của con gái, bà Hạ chỉ biết an ủi. Đến được với nhau là duyên số, con đừng có ngại gì hết. Còn không đến được chắc là vô duyên mà thôi. Hai mẹ con ngồi rủ rỉ tâm sự mọi chuyện. Bởi vì sang đến ngày mai, Thủy Tiên lại bị cuốn vào công việc của mình. Cô thận trọng đề nghị mẹ mình cân nhắc việc hai ông bà chuyển vào Nam sinh sống cho thoải mái. Thủy Tiên giải thích rõ khí hậu trong Nam sẽ tốt cho cơn bệnh đau nhức xương khớp của người già. Ngoài ra ở trong đó, cô có điều kiện chăm sóc bố mẹ hơn. Bà Hạ thở dài nói thật. Người đi được nhưng mồ mả thì sao? Ông bà tổ tiên đều yên nghỉ trên bất bạc. Mẹ và bố con không thể bỏ vào Nam sống được. Ông Thiện xách túi bánh phở cùng mấy cây hành củ về nhà. Biết con gái thích ăn phở có quẩy, nên ông tìm mua được chục thanh quẩy nóng vừa mới ra lò. Chưa đầy 15 phút sau, ba tô phở bốc khói nghi ngút đã đặt trên bàn ăn. Ngồi thưởng thức món phở truyền thống trong tiết trời se lạnh của Hà Nội, cả bầu trời ký ức tuổi thơ ùa về. Thủy Tiên nhớ nhất những ngày mẹ cô nghỉ làm khi trời mưa bão. Những ngày đó, nồi phở thơm lừng khiến mọi người quên đi việc mưa gió ở bên ngoài. Nghe con gái nhắc lại việc mời bố mẹ vào Nam chung sống, ông Thiện khẽ lắc đầu nói chậm rãi. Lâu lâu bố mẹ vào thăm con dăm ba bữa nửa tháng thì được, nếu ở hẳn ở trong đó chắc không có được. Bố không có quen với thời tiết, quanh năm chỉ có nắng và mưa. Thật tâm, bà Hạ không có dám nói, sợ con gái chạnh lòng, bởi vì vài tháng nữa Huệ sẽ sinh con đầu lòng. Người ta nói, cháu bà nội, tội bà ngoại, không sai. Dù chưa đến ngày sinh nở, nhưng hai vợ chồng Huệ đã đánh tiếng nhờ bà ngoại chăm sóc. Tấm lòng người mẹ luôn hướng về người con chịu nhiều thiệt thòi. Bà biết Thủy Tiên dù kiếm được nhiều tiền, vẫn khó tìm được hạnh phúc cho mình. Thậm chí có lập gia đình, nhưng niềm hạnh phúc làm mẹ sẽ không bao giờ có được. Nhiều lần gói ghém đồ ăn cho Huệ mang về dưỡng thai, bà Hạ vẫn phải nén tiếng thở dài khi nghĩ đến Thủy Tiên. Bà không muốn các con buồn nên đành nuốt nỗi buồn vào trong lòng. Đàn ông vốn vô tâm nên suy nghĩ khác hẳn. Ở trong Nam trở về, ông Thiện chỉ nói một câu ngắn gọn. Con gái của bà kiếm được rất nhiều tiền, nhưng nó tiêu còn nhanh hơn cả kiếm. Bữa sáng ấm cúng và thân mật qua nhanh, Thủy Tiên đến giờ phải ra sân bay để vào Sài Gòn. Bà Hạ cùng chồng tiễn con gái xuống sảnh trong tâm trạng lưu luyến. Thủy Tiên trước khi bước vào xe taxi chỉ nói thêm một câu. Bố mẹ cân nhắc lời đề nghị của con, vào đó sống một thời gian bố mẹ sẽ thấy thích ngay. Nhìn taxi mất hút ở phía trước, bà Hạ thở dài nói với chồng. Tôi không thích sống ở trong đó. Thôi thì lúc nào rảnh vợ chồng mình bay vào chơi vài tuần là được. Chiều hôm đó, căn hộ của ông bà lại quay về sự vắng vẻ thường có. Sự vui vẻ tất bật chỉ có khi cuối tuần này vợ chồng Huệ lại ghé chơi và ăn bữa tối. Ông Thiện pha ấm trà sen ngồi thưởng thức cùng vợ. Hai ông bà bật dĩa DVD chương trình ca nhạc có Thủy Tiên biểu diễn. Đĩa nhạc này được bà Hạ bật thường xuyên trong tuần vừa rồi. Bà ngầm khoe cô con gái nổi tiếng mỗi khi nhà có khách đến chúc Tết. Quay lại căn hộ của mình, sau một tuần ra Bắc đón Tết, Thủy Tiên không kịp nghỉ ngơi, đã bắt tay vào việc tưới mấy chậu cây đã khô héo ngoài ban công, lau dọn nhà cửa sạch sẽ đâu vào đó. Thủy Tiên tranh thủ cắm lọ hoa vừa mới mua để cho nhà có thêm sắc xuân. Cô không quên nhắn tin cho bạn trai qua nhà ăn tối cùng với mình.
Sài Gòn sau một tuần vắng vẻ do nhiều người về quê ăn Tết, hôm nay đường phố đã tấp nập trở lại. Ai cũng tranh thủ chơi hết ngày cuối để sáng mai bắt đầu một guồng quay mới. Cây mai vàng mua dội hôm 28 Tết khi hoa còn chưa nở hết. Sau một tuần đã nở bung làm cho căn hộ bừng sắc xuân. Tiếng đàn piano làm cho không gian thêm phần lãng mạn, xen lẫn tiếng đàn với cái đồng hồ quả lắc phong cách châu Âu bắt đầu thánh thót điểm 8 tiếng chuông. Bữa tiệc tối nay, Thủy Tiên muốn cùng bạn trai đón Tết muộn, do cô và bạn trai đều phải tạm xa nhau về quê ăn Tết cùng với gia đình. Là người hiểu rõ sự tinh tế trong bữa ăn, bởi vậy Thủy Tiên không xịt nước hoa vì lo ngại hương thơm sẽ lấn át hết mùi thức ăn do cô tự tay chế biến. Tranh thủ lúc bạn trai chưa tới, Thủy Tiên chọn cái váy màu xanh navy để diện khi đón bạn trai. Cái váy sẫm màu làm tôn nước da trắng bóc của cô. Ngắm mình trong gương, Thủy Tiên mỉm cười vẻ hài lòng. Cô không quên đeo sợi dây chuyền bạch kim có đính bức hình thần Cupido được đúc nổi một cách tinh xảo. Một năm mới thuận lợi và giông bão đang chờ đón Thủy Tiên. Tuy vậy, cô không bận tâm. Cô chỉ muốn sống hết mình cho những phút giây hạnh phúc của đêm nay. Hippolyta Bar, buổi bắt đầu sôi động như mọi ngày. Tuy nhiên, trên sân khấu vắng bóng ca sĩ Tracy, nên mọi người nghĩ cô bạn chạy xô ở nơi khác. Mặc cho mấy cô người mẫu uốn éo quanh chiếc cột inox. Ở phía dưới, có nhiều đôi ngồi lắc lư theo điệu nhạc và dùng tay vuốt ve nhau một cách công khai. Nhiều cô gái theo sự phân công lao động nên ăn mặc không khác gì đàn ông với quần jean cùng với áo pull kiểu đàn ông. Họ cắt tóc ngắn và chủ động trong mọi tình huống. Mấy cô gái yêu kiều lại e lệ nép vào ngực những chàng trai một cách tình tứ. Sài Gòn có nhiều tụ điểm. Tuy vậy, những cô gái lesbian vẫn ưa thích quán bar này bởi họ được sống trong thế giới của chính mình, được vuốt ve chăm sóc người mình yêu, được nghe cô ca sĩ xinh đẹp hát những bản tình ca. Điều quan trọng nữa, giá cả không quá đắt so với nhiều nơi khác. Đúng lúc quán bar đông khách và sôi động nhất, điện bỗng phục tắt khiến cho tiếng la ó vang lên. Tranh thủ lúc đang tối om, các đôi đang ôm ấp vội trao nhau những nụ hôn say đắm. Bà chủ bé Tư ngạc nhiên khi thấy mọi thứ tối om. Thứ ánh sáng duy nhất được nhìn thấy bởi các điện thoại di động cùng ánh sáng của mấy hộ đối diện. Dù nhân viên gọi tới đường dây nóng của bên điện lực, tuy nhiên việc khắc phục sự cố không thể nhanh được. Hơi lạnh còn sót lại do bật máy điều hòa đã hết. Từng đám khách lặng lẽ rời quán bar trong sự tiếc nuối. Bé Tư nhìn quán bar không còn người khách nào, chỉ biết thở dài thường thượt. Đã lường trước sự cố về điện có thể xảy ra, nên hàng tháng cô luôn gửi phong bì bồi dưỡng và lưu số của mấy nhân viên điện lực, phòng khi cần tới. Tuy vậy, hôm nay cô gọi không có ai nhấc máy. Nhìn ra con hẻm vẫn sáng ánh điện và có đông người đang ngồi cà phê. Bé Tư bực mình gọi điện thoại thêm lần nữa. Cánh cửa quán bar mở hé, một vị khách bước vào dù bên trong tối om. Bé Tư giật mình. Bởi đó là giọng của ông bầu quyền lực. Bóng tối khiến nhiều thứ đẹp đẽ và xấu xa được che đậy bớt. Có lẽ vì vậy mà người ta hay ví von là màn đêm quyền ảo đó. Ngồi đối diện với ông Minh Quỳnh, sau một tuần xin nghỉ bệnh, không đến công ty, bé Tư im lặng đợi sự trách mắng hay cơn thịnh nộ của sếp. Trái với suy nghĩ của cô, ông Minh Quỳnh chỉ hỏi một câu ngắn gọn. Sếp tha lỗi vì em đã giấu chuyện kinh doanh riêng, nhưng mở quán bar vốn là tâm huyết của em, bởi vì em đâu có chuyên môn hay giọng ca như mấy đứa gà cưng. Đó không phải là câu trả lời. Tôi không quan tâm đến nhân việc riêng của nhân viên, tôi chỉ quan tâm vì sao em bán đứng công ty. Biết không giấu được việc ăn cắp thông tin rồi tuồn cho báo chí. Tuy nhiên, bé Tư kiên quyết không có khai nhận việc hợp sức cùng Tracy, bởi vì cô biết mình không có còn cơ hội quay lại ánh dương làm việc. Cô muốn được cùng Tracy chơi trò tình ái. Việc bị sa thải không làm bé Tư bận tâm. Dù sao, gắn bó hơn chục năm với công ty là quá đủ.
cô chấp nhận mọi rủi ro vì những người như cô đã yêu còn mãnh liệt hơn cả tình yêu nam nữ thông thường. Trong quán bar, không điện, không quạt, chỉ leo lét một ngọn nến nhỏ được cô bé nhân viên vừa mới thắp lên. Ông bầu quyền lực ngắm nhìn không gian nơi đây bằng con mắt thờ ơ. Biết rõ nguyên nhân bé Tư không chịu khai nhận việc hợp tác với Tracy vì lý do tế nhị. Ông bầu quyền lực chỉ nhếch mép cười trước sự ngây thơ của cô. Bởi mọi thông tin cần có, ông đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Thấy bé Tư vẫn nhìn vào màn hình điện thoại như chờ đợi. Ông đón ngay, cô mong bên điện lực đến sửa chữa sự cố để tiếp tục việc kinh doanh. Ông Minh Quỳnh đưa cho bé Tư một món quà được bọc nơ cẩn thận. Không để cho nhân viên nói lời cảm ơn, ông nhắc ngay. Em không cần phải gọi điện lực làm gì đâu. Quán bar này được tôi mua trực tiếp từ chủ nhà. Chính tôi yêu cầu cắt điện, để ngày mai sẽ cho thợ đến san ủi xây công trình khác. Em có 12 tiếng để di dời đồ đạc. Bé Tư mở món quà do ông chủ vừa tặng. Đó là bức ảnh của Judas, kẻ bán chúa. Trên tay y vẫn cầm cái túi đựng 30 đồng bạc nhận được từ sự phản bội. Món quà như một lời cảnh cáo ngầm của ông chủ. Nó nhẹ nhàng thâm thúy, vẫn khiến bé Tư lạnh sống lưng. Cô hiểu mình đã đùa với lửa vì quán bar bị dẹp tiệm chỉ là khúc nhạc dạo đầu, trong khi số tài liệu cô lấy cắp được đã được báo chí đăng tải hết rồi. Nói theo ngôn ngữ kinh doanh, cô là kẻ hết vốn đi buôn, trong khi người trường vốn chính là ông Minh Quỳnh. Điều khiến bé Tư lo sợ tiếp theo, khi cô đã hết giá trị lợi dụng, sẽ khiến cho Tracy tìm cách lảng tránh. Bởi cô ta đâu phải lesbian đúng nghĩa. Hai người chỉ hợp tác cùng nhau trên cơ sở vụ lợi. Khi không còn những lợi ích nữa sẽ tự tan. Không trang điểm cầu kỳ, không váy áo thước tha như mọi lần. Hôm nay Tracy mặc quần jean áo sơ mi màu xanh nhẹ nhàng. Cô chỉ trang điểm nhẹ vì người cô sẽ gặp mặt là nhà báo Minh Thành. Khác với lần trước gặp nhau, hôm nay Tracy chủ động hẹn gặp Minh Thành ở quán cà phê ngay hẻm gần trụ sở của tòa báo. Lúc còn trên đỉnh cao của thành công, nhiều vị xếp hàng xin cô một buổi ăn trưa hoặc ăn tối, kèm theo đó là những món quà đắt tiền. Kể từ ngày tên tuổi bị dính phốt trên báo chí, xô diễn không còn, người tình quay lưng, Tracy có chủ động liên lạc mấy vị hâm mộ ngày trước. Điều cô nhận lại là cái sự từ chối nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Dù hẹn gặp nhà báo Minh Thành, dù chỉ là trao đổi công việc, nhưng Tracy phải mất vài cuộc điện thoại mới nhận được sự gật đầu của anh ta. Điều đó chứng tỏ, trong con mắt mọi người, giờ đây cô là kẻ hết thời. Đang giờ làm việc, nhưng quán cà phê trong con hẻm nhỏ vẫn đông khách. Điều dễ nhận thấy là khách dường như không để tâm thưởng thức bản nhạc không lời. Mọi người nói chuyện rồi dán mắt vào màn hình điện thoại. Nếu là khách mới ghé quán lần đầu tiên, việc trước tiên sau khi gọi đồ uống là hỏi password wifi của quán. Lần trước gặp nhau, Tracy là kẻ chủ động. Cô đã trao cho Minh Thành mọi thông tin để hạ gục ca sĩ Mai Thanh. Giờ đây, cái tên Mai Thanh chỉ còn được nhắc đến ở những buổi livestream bán hàng online. Tracy lo sợ mình sẽ đi vào vết xe đổ của ca sĩ đó. Đợi cho Tracy thổn thức trình bày xong, nhà báo Minh Thành ôn tồn giải thích. Mọi nguồn tin trước khi đăng bài báo đều qua kiểm chứng, nếu không sẽ bị người ta kiện ngay. Thông tin trong loạt báo sợ điều tra vừa rồi cũng như vậy. Thay vì thanh minh hay đề nghị tòa báo không có lên bài, anh nghĩ em cần im hơi lặng tiếng thì tốt hơn. Tracy cay đắng hỏi lại lần nữa. Như vậy số báo tới vẫn nhắc đến em và quán bar Hippolyta. Đúng rồi, những góc khuất sẽ dần lộ sáng, bởi đó là điều mà độc giả mong đợi. Vậy em hết cửa làm ăn rồi đó. Tracy nói như người mất hồn. Thật ra nguồn thu lớn của cô đã mất ngay từ lúc vị đại gia phủ vàng chia tay. Còn những show diễn bây giờ chỉ còn trong giấc mơ. Điều cô muốn dứt giác đó là giữ cho hình ảnh của mình không có tệ hơn nữa. Còn việc có tiếp tục được sự nghiệp ca hát nữa hay không, chỉ có thời gian mới có câu trả lời chính xác nhất. Dù cho Tracy
chính là cô ca sĩ Hải Hương ngày trước khiến cho mẹ mình lâm vào cảnh đánh ghen mù quáng. Tuy nhiên, Minh Thành hiểu người có lỗi chính vẫn là ông bố của mình. Biết rõ tình thế khó khăn của Tracy, nên anh khuyên thật lòng. Em hãy đặt giá máy bay về Hà Nội sớm nhất có thể. Nơi đây không còn cửa nào cho em đâu. Anh chỉ nói được đến đây là đủ rồi. Em hiểu chứ? Kể từ ngày Nam Tiến, sau đó đổi nghệ danh, sự nghiệp của Tracy lên như diều gặp gió. Tiền cô kiếm được không ít, nhưng cô tiêu cũng còn nhanh hơn cả kiếm được. Có nằm mơ, Tracy cũng không bao giờ tính đến việc quay về Hà Nội. Tuy nhiên, việc cô nhờ báo chí đập công ty Ánh Dương có vẻ là bước đi sai lầm. Hầu hết các bầu show đều sợ có sự liên hệ với cô. Chỉ cần nghe đến tên ca sĩ Tracy, nhất loạt mọi cánh cửa đều đóng sập lại ngay trước mặt. Cô đã hiểu mình vừa chặn con đường sống của chính bản thân. Tracy lờ mờ đoán được, hiện nay chỉ là khoảng lặng trước cơn bão. Có lẽ ông bầu quyền lực của Ánh Dương Production không có vội vã ra tay. Trò chơi mèo dần chuột mới chỉ bắt đầu như khúc dạo nhạc thôi. Chính điều này khiến cho Tracy phấp phỏng không yên. Khi biết tin địa điểm Hippolyta Bar được mua bán nhanh chóng, Tracy thấy rõ sự lợi hại của những con cáo già, nơi duy nhất được thỏa mãn sự đam mê ca hát không còn. Chắc việc ra ngoài Hà Nội cũng không có thoát được. Chia tay nhà báo Minh Thành, sau cuộc nói chuyện thẳng thắn, Tracy thở dài vì không nhận được điều cô mong muốn. Cuộc đấu với ông bầu đối với Tracy đến đây chấm dứt. Những quân cờ trong tay cô đã sử dụng hết. Phía ông Minh Quỳnh chắc không thiếu gì nước đi đâu. Tuy nhiên Tracy không có nhận ra vấn đề. Cô phải đối mặt với cả hai ông bầu quyền lực trong trận chiến không có cân sức. Ngồi vào xe ô tô, bất ngờ Tracy nhận được lời mời hát cho sự kiện giao lưu kinh tế Việt Trung tại Cần Thơ. Cô mỉm cười vì thấy mình vẫn còn cơ hội tỏa sáng tại các tỉnh miền Tây. Nhờ có bạn trai chỉ đường, nên Thủy Tiên chạy xe nhanh hơn 2 tiếng đã về tới nhà của Phan Tiến. Do con đường đất vào trong xóm ấp khá nhỏ, vì vậy việc đánh xe vào tận nơi tương đối cực khổ. Nơi bạn trai Thủy Tiên sinh ra và lớn lên thuộc huyện ven biển của tỉnh Tiền Giang. Ngày trước để có tiền cho con trai về Sài Gòn ăn học, ba má của anh đã phải đi làm thuê cho những nhà có điều kiện nuôi tôm sú, nuôi ngao sò. Chính vì vậy, khi đã có công ăn việc làm ổn định, hàng tháng Phan Tiến đều trích ra một khoản tiền gửi về phụ giúp gia đình. Ngắm nhìn căn nhà cấp 4 rộng rãi, nhưng lợp mái tôn đã xỉn màu. Đồ đạc trong nhà tuy đầy đủ, nhưng rẻ tiền, khiến cho Thủy Tiên hiểu việc nhắc người yêu mua xe SH có phần kịch cổm. Ở quê, lâu lâu có khách từ thành phố về chơi, nên bà con ghé qua hỏi thăm rồi nói dăm ba câu chuyện. Ai cũng khen Thủy Tiên xinh gái không kém mấy cô minh tinh hay lên sóng truyền hình của tỉnh. Có một bà má nắm tay cô nức nở khen. Từ thuở bé tới bây giờ, đây là lần đầu tiên ở đây có con dâu người Hà Nội. Chắc do thằng Tiến xấu hơn, hoặc nhà anh chị Tư ăn ở có phước. Trước những lời khen mộc mạc nhưng chân tình, Thủy Tiên sung sướng vì sự đón nhận của bà con nơi đây. Cô bí mật nhắn tin cho mẹ mình, bởi chắc hôm nay bà đang sốt ruột mong ngóng kết quả buổi ra mắt. Để đón khách quý từ Sài Gòn về thăm nhà, bố mẹ Phan Tiến làm nồi lẩu cá kèo cùng nhiều món được chế biến từ hải sản. Trước khi ăn, bà Tiêu chỉ cho Thủy Tiên từng đứa nhỏ rồi giới thiệu sơ qua. Ngay dưới Phan Tiến có hai người em sàng sàng bước vào tuổi 18 và 16. Cậu em kế sát 18 tuổi do không học lên cao, vì vậy quanh quẩn làm thuê cho mấy chủ vuông tôm. Cậu em 16 tuổi muốn học xong phổ thông sẽ thoát ly lên Sài Gòn ở cùng với anh trai. Dưới hai cậu thanh niên mới lớn đó, Phan Tiến còn có ba đứa em nhỏ tuổi hơn, có cả trai lẫn gái. Nhìn mấy đứa em của Phan Tiến đang ăn rào rào như tầm ăn trỗi, Thủy Tiên phần nào hình dung được gánh nặng mà bạn trai phải gánh vác. Buổi tối, gió từ biển thổi vào mát rượi. Mấy đứa em của Phan Tiến chạy đi chơi ngay khi vừa mới buông chén.
Thủy Tiên lặng lẽ rửa hết cái thau chén đũa, nhưng không tìm thấy nhà tắm chỗ nào. Đang lưỡng lự định hỏi bạn trai, bất ngờ bà Tư gọi cô ra ngồi cạnh mình ngay ngoài sân. Giống thẳng tính không quen kiểu ăn nói dòn do, bà Tư nói ngay. Con trai của bác đang mắc kẹt do lương không có cao, lại mất một khoản tiền thuê nhà. Hôm trước nó kể sơ qua việc hai đứa tính dọn về sống chung một nhà. Nói thật, việc này chỉ con gái chịu thiệt chứ con trai mất cái gì đâu. Nhưng bác nói thiệt luôn nghe. Tiếng nhà bác còn nặng gánh gia đình lắm, không như người khác. Bác có nghe kể căn hộ của cháu rộng rãi, lại có tận 3 phòng ngủ. Nghe mẹ của bạn trai nói đến đây, Thủy Tiên bỗng thấy miệng đắng ngắt như vừa uống viên thuốc kháng sinh. Cô đoán được câu chuyện sẽ diễn biến phần tiếp theo như thế nào rồi. Đúng như dự đoán của Thủy Tiên, mẹ Phan Tiến nói tỉnh queo. Bác tính cho thằng Bảo lên Sài Gòn xin việc. Tạm thời cháu thu xếp cho em nó một buồng ngủ. Sang năm thằng Vĩnh về Sài Gòn sẽ cho hai thằng đó ở chung một buồng. Sống nơi xa có anh có em chắc cũng đỡ. Mấy sắp nhỏ thông thả rồi tính. Ngày đầu ra mắt nhà bạn trai, việc cưới xin chưa ai đề cập tới. Nhưng phần trách nhiệm chăm lo cho cả 5 đứa em Phan Tiến bỗng dưng được chuyển gánh sang Thủy Tiên, khiến cho cô choáng váng. Bao mộng ước đẹp bây giờ tan thành mây khói. Cô không hiểu mình sẽ xoay kiểu gì khi phải chia sẻ không gian sống cho mấy người em của bạn trai. Nếu sống cùng nhà, chắc Thủy Tiên phải lãnh phần cơm nước phục dịch. Không lẽ để hai cậu em trai làm việc đó? Chỉ nghĩ đến vậy thôi, Thủy Tiên đã không còn hứng thú với chính việc do cô đề xuất mời bạn trai về chung nhà. Ngày hôm sau, lúc quay về thành phố, nhìn sắc mặt không vui của Thủy Tiên nên Phan Tiến đoán ra được phần nào câu chuyện. Nhưng là người con có hiếu và thấu hiểu sự nhọc nhằn của ba má, Phan Tiến không thể ích kỷ sống sung sướng một mình bỏ mặc đàn em được. Ngồi trên xe ô tô, nhưng Phan Tiến chỉ dành thời gian kể về tuổi thơ. Thông qua câu chuyện về những ký ức đó, anh muốn Thủy Tiên hiểu và thông cảm cho tình anh em cũng như gánh nặng cần người sẻ chia của mình. Khi dừng xe trước cửa trường đại học luật cho bạn trai xuống, Thủy Tiên ngập ngừng giây lát rồi nhẹ nhàng nói. Ngày mai anh đừng có chuyển đồ đạc sang nhà em vội. Có lẽ tụi mình cần ngồi lại nói chuyện với nhau để bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Lái xe hòa vào dòng phương tiện đông đúc, Thủy Tiên tạm thời không muốn suy nghĩ thêm nữa. Cô cần quay về căn hộ nghỉ ngơi, chuẩn bị cho những ngày chạy show tiếp theo. Đúng như người ta đã tổng kết, nếu hạnh phúc dễ kiếm tìm như vậy, thì nó đã không được người đời ca ngợi và mong đợi suốt cuộc đời. Dù 2 giờ chiều mới bắt đầu biểu diễn khai mạc, tuy nhiên đầu giờ sáng Tracy đã ngồi xe tới Cần Thơ. Theo kế hoạch, cô sẽ hát 3 bài trong một sự kiện vào buổi tối cùng ngày. Là người lâu không có được nhận show diễn, bởi vậy Tracy đã dành 2 ngày để luyện thanh và chuẩn bị mấy bài hát tủ. Do nhận show theo diện ca sĩ tự do nên việc di chuyển cô phải chủ động. Là người cẩn thận nên Tracy thuê tài xế vì cô không muốn tự lái. Dù sao tiền thuê người lái xe giá cả chấp nhận được, cô tính hát xong buổi tối sẽ quay về Sài Gòn luôn. Ngồi trên xe, Tracy tranh thủ check lại thông tin. Có lẽ người nhắn tin cho cô nhiều nhất là bé Tư. Kể từ ngày quán bar bị giải tỏa, hiện nay cô ta chưa tìm thuê được địa điểm mới. Trang fanpage của quán bar bị đánh sập nên sự kết nối với cộng đồng lesbian bị gián đoạn. Không nhận được show hát tại đó, đồng nghĩa với việc mọi quan hệ làm ăn chấm dứt. Để tránh bị làm phiền nên Tracy đã chặn số của bé Tư bởi cô không có thuộc về thế giới của họ. Xe dừng ngay trung tâm thành phố Cần Thơ. Sau vài cuộc điện thoại trao đổi, cuối cùng bên tổ chức cho biết họ dời địa điểm tổ chức về huyện Phong Điền. Dù trục trặc ngay lần đầu làm việc, nhưng Tracy đành chấp nhận. Dù sao cô đã có mặt tại Cần Thơ nên chạy tiếp xuống huyện cũng không có mấy khó khăn. Sau 40 phút vừa đi vừa hỏi đường, cuối cùng Tracy cũng tới được nơi biểu diễn. Cái gọi là hội chợ giao lưu kinh tế Việt Trung khiến cho cô thất vọng. Bước vào trong hội trường của nhà văn hóa xã, Tracy mới hiểu
đơn vị đứng ra tổ chức buổi giới thiệu và bán các sản phẩm có nguồn gốc từ Trung Quốc. Cách giới thiệu sản phẩm cho thấy đây là kiểu bán hàng đa cấp trá hình. Lần đầu tiên biểu diễn tại nơi xa, không có ban nhạc đệm, khi người của ban tổ chức nhét cái dĩa CD nhạc nền rồi bật loa, Tracy bắt đầu cất tiếng hát trong sự huyên náo của người già trẻ nhỏ. Hầu như không ai buồn nghe cô hát, có chăng chỉ là mấy cậu thanh niên choi choi. Bọn này vừa nghe hát vừa buông những lời bình phẩm tục tiểu, khiến cho Tracy thấy rùng mình. Hát một lèo ba bài không có tiếng vỗ tay, không lời khen ngợi, chỉ có tiếng cậu MC xin được giới thiệu sản phẩm chảo chống dính cao cấp tiếp theo. Cô bé đại diện đơn vị tổ chức đưa cho Tracy chai nước. Sau đó, mở điện thoại cho thấy lệnh chuyển tiền cách xe vào tài khoản ca sĩ vừa được thực hiện. Cô này giải thích, chuyển tiền không có cùng hệ thống ngân hàng nên chiều nay chị sẽ nhận được. Hoặc nhiều khi ngày nghỉ phải tới thứ hai, tiếng tinh tinh ở máy chị mới kêu. Tụi em trừ luôn cái phần thuế thu nhập cá nhân rồi chị nghe. Trong lúc đợi xuất diễn buổi tối, Tracy nói người lái xe tìm quán cà phê ngồi giết thời gian. Trước lúc biểu diễn, cô sẽ ăn một tô hủ tiếu lót dạ là đủ, bởi vì ăn no quá không tốt. Ở các vùng quê miền Tây, đặc biệt là nơi có tập trung nhiều khu công nghiệp, cuối tuần là dịp mọi người đưa nhau đến các khu vui chơi sau những ngày làm việc căng thẳng. Chỉ đến khi đến nơi biểu diễn có đủ thứ âm thanh phát ra từ các loa kéo, lúc này Tracy mới biết mình hát ở lô tô hội chợ. Quá trà, câu nguyền rủa của ca sĩ Mai Thanh ngày nào nay đã ứng nghiệm vào cô. Nhìn các gian hàng đông người đang dò số lô tô hoặc tham gia các trò chơi trúng thưởng, Tracy ngán ngẩm muốn bỏ về ngay. Nhưng tiền chưa nhận được trong khi đã mất một ngày ở đây. Cuối cùng cô quyết định hát như dự kiến. Trên sân khấu lúc này có một vũ đoàn đang uốn éo, khán giả không khó để nhận ra họ là những người chuyển giới. Nhưng nếu tinh mắt để ý, đa phần những người này chỉ bơm ngực, họ chưa gom đủ tiền qua Thái Lan để giải quyết triệt để. Một ca sĩ chuyển giới, giọng khàn đục bắt đầu hát bài Đắp mộ cuộc tình, nhưng được chế theo phong cách lô tô. 20 năm cuộc mộng dở dang, khắc sau bóng nàng lắng trong cung đàn. Em giờ ở đâu, hẳn du duyên mới. 20 năm cuộc rượu còn đây, uống qua tháng ngày, cố quên đi người, say hoài sầu không phơi. Tình duyên ta tiếc, uống thêm ly này. Con số 2 là con số 2. Tracy lên hát bài Chuyện ba mùa mưa. Nhưng trước đó, bầu show đã yêu cầu cô chế lại đoạn cuối, khiến cô dở khóc dở cười. Lần đầu tiên hát không còn chút cảm xúc, có chăng chỉ là sự đắng cay khi sự nghiệp ca hát đã tụt dốc thê thảm. Đời từ muôn thuở, tiếng mưa có vui bao giờ. Chuyện lòng tôi kể, cách đây đã ba mùa mưa. Tôi đem tất cả chuyện lòng trao hết cho người, nguyện tròn thương tròn nhớ. Nàng là trinh nữ, tóc buông kín đôi vai gầy. Người ta nói không sai, cười người hôm trước, hôm sau người cười. Ngày còn trên đỉnh cao danh vọng, bản thân Tracy luôn tỏ vẻ coi thường những ca sĩ đàn em không được như cô. Thời thế đã đổi thay khi cô phải hát lô tô hội chợ. Không những vậy, còn hát ở nơi bán hàng đa cấp. Khi về tới căn hộ, ngắm mình trong gương, Tracy bật cười cay đắng. Cô tiết công trang điểm, rồi ăn mặc như đứng trên sân khấu lớn. Không ngờ lại gặp cái cảnh như vậy. Điều khiến cô phát quản khi bước ra xe ô tô, bất ngờ có mấy thanh niên mới lớn núp trong bụi cây gần đó lao ra bóp vú một cách thô bạo. Bọn này muốn kiểm tra xem cô đã chuyển giới chưa hay chỉ độn hàng. Khi bọn mất dạy hồi nhau chạy đi, Tracy vẫn nghe chúng nó hét lên với nhau. Con này nó bơm chứ không phải độn đâu tụi bay ơi. Đầu tuần đang ngồi tại quán cà phê, bất ngờ Tracy được một đồng nghiệp cũ gửi đường link. Hóa ra fanpage Tracy Singer của cô đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, những hình ảnh biểu diễn trước đây đã bị xóa hết.
Thay vào đó là những hình ảnh ăn chơi thác loạn khi trước, kèm theo những câu nói tục tiểu của kẻ đang quản lý cái trang đó. Điều khiến cho Tracy đau lòng khi hình ảnh cô hát tại lô tô hội chợ đã được update nhanh chóng. Góc quay thiếu ánh sáng lại được quay bằng điện thoại, nên hình ảnh và giọng hát tệ hết mức. Buổi hát tại nơi đơn vị bán hàng đa cấp còn tệ hại hơn nữa. Nhiều người vào tố đám người bán hàng lừa đảo, đương nhiên họ cũng dành cho Tracy đủ thứ ngôn từ tệ hại nhất. Sự có mặt của cô tại đó được coi như sự tiếp tay lừa đảo. Đợi hoài không thấy tiền cách xe đổ về tài khoản, Tracy gọi cho đơn vị tổ chức, nhưng số điện thoại đã ngoài dùng phủ sóng. Nghi có sự gian lận, nên cô gọi thêm hai số điện thoại khác, tất cả đều không liên lạc được. Như vậy, khả năng lệnh chuyển tiền vào tài khoản cho cô được làm giả, còn đơn vị bán hàng đa cấp đó cũng biến mất tiêu. Ngồi như kẻ mất hồn cả buổi sáng, tự nhiên Tracy nhớ đến lời khuyên của nhà báo Minh Thành. Cô không biết trong tình hình này liệu cô có bám trụ được bao lâu nữa ở đất Sài Gòn. Việc quay về Hà Nội sẽ là bước thụt lùi thảm hại, cái tên ca sĩ Tracy sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện Hoa Thủy Tuyên Nở Muộn, tác giả nhà văn Bùi Ngọc Phúc. Đến đây Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 10, cũng là tập cuối của bộ truyện. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.